Đây là loại lan vẩy rồng mà mấy tháng trước lấy về ghép vào cái khúc gỗ này. Đấy. Chùm dưới này thì hai chùm này mới nở này, mới nở màu rất là non, màu vàng sữa. Còn đây là cây này có vẻ đậm hơn này. Đấy, chùm hoa này có vẻ đậm hơn, như hai cây này khác nhau này vậy. Đây, cành này thì nở trước rồi. Đây, màu rất là đẹp, có ánh kim lung linh này. Vảy rồng thì cái cánh, cái lưới nó sẽ to hơn các cái cánh còn lại, và múi nó có màu xanh nhạt, cánh nó có ánh kim này. Đây là thân vảy rồng nhé. Và lại thân dài. Thân này dài và bé hơn thân trên này. Thân trên này thì có vẻ mập hơn. Và hoa nó mới nở này. Hoa mới nở thì cũng màu vàng, vàng hơn là cây bên dưới này. Đấy. Đây. Có một sự khác nhau không hề nhẹ. Đấy. Thân hoa trên thì vàng hơn thân dưới thì có vẻ nhạt hơn. Đấy, rõ ràng là hai gì khác nhau. Không biết là mình lấy ghép về như thế nào mà được hai gì khác nhau hoàn toàn. Đây à, những cái rễ này đã ăn bám vào đây rồi. Già rất là nhiều rễ. Rễ bắn cả ra đây luôn này. Rễ trên thì được 1, 2, 3, 4, 5 vòi hoa. Nhưng mà có vẻ là ít hoa hơn thân bên dưới. Rễ bên dưới thì cũng có 5, có 5 vòi hoa đây. 1, 2, 3, 4, 5 này. Màu nhạt hơn nhưng mà hoa sai hơn thì phải. Đây, thân này thì màu đậm hơn mà hoa ít hơn. Vẻ rồng ngửi rất là thơm các bạn. Rất là thơm. Không phải là mới nở ra mà thơm ngay đâu các bạn. Phải qua nở được khoảng 2-3 ngày thì nó mới bắt đầu thơm nhé. Ở bên trong này cũng có hai rì. Đây là nguyên bản. Đây. Nguyên bản mà mới chỉ có ra hai vòi hoa đang nụ này. Đây, bên trong thì cũng vậy. Bên trong thì cũng nguyên bản mà ra có một vòi hoa.
Bởi hoa này khá là nhiều hoa, khá là nhiều nụ. Miu. Miu. Ngắm hoa nào. Miu.